Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Chào mừng tất cả các bạn chị em đến với buổi học Kinh Thánh buổi tối ngày hôm nay. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến toàn thể ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào fanpage trong thời giờ này để chúng ta tiếp tục những bài học Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9, không ạ? Bài số 9. Và cái chủ đề đời sống không bệnh tật này thì chỉ còn 2 bài nữa thôi, tức là bài hôm nay và một bài của thứ tư tuần sau nữa là hết. Là hết ha anh chị em ha. Tôi hy vọng rằng tất cả anh chị em mình sẽ dành thời giờ để chúng ta theo dõi, và nếu có thời gian tốt hơn nữa chúng ta nghe lại toàn bộ từ bài 1 đến bài 10, chúng ta sẽ hiểu được làm thế nào để chúng ta có một đời sống không bệnh tật. Điều này rất là quan trọng, vì như anh chị em biết đó, sức khỏe là nó chiếm một cái vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Con người muốn làm gì cũng phải có sức khỏe. Dù mình có giàu có, tài năng, thông minh, khôn sáng, xinh đẹp, hay là đủ các kiểu khả năng để làm mọi việc cho đời này hoặc là cho công việc của Đức Chúa Trời, thì nhưng mà nếu không có sức khỏe thì coi cũng như mọi ước mơ đành phải gác lại, phải không ạ? Cho nên tôi nói anh chị em, sức khỏe là rất quan trọng. Vì vậy bài học thứ 9 buổi tối hôm nay, như anh chị em biết đó, chúng ta sẽ bàn về chủ đề là thống trị bệnh tật. Thống trị bệnh tật nghĩa là không những chúng ta được chữa lành, không những chúng ta được sống một đời khỏe mạnh, mà chúng ta còn phải hiểu thêm một cái vị trí của mình nữa, đó là chúng ta thống trị trên bệnh tật. Thống trị giống như người ta nói là thống trị bầu trời, không ạ? Thống trị mặt đất ở trong chiến tranh á, anh chị em thấy mà. Dù như thống trị bầu trời có nghĩa là tôi mà đã cất máy bay lên, tôi ném bom là anh chịu thua thôi, chứ anh không có làm được cái gì, gọi là thống trị bầu trời. Không ạ? Hoặc là thống trị mặt đất, khi tôi cử bộ binh đến mà tôi càng quét thì anh chỉ có đầu hàng thôi chứ không làm gì được. Vậy thì chúng ta khi mà mình đã hiểu được về sự thống trị bệnh tật đó, thì có nghĩa là chúng ta hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Chúng ta làm chủ đời sống sức khỏe của mình. Mà bệnh tật nó không có một cái tiếng nói nào ở trong đời sống của mình cả. Đây là cái ý nghĩa của cái bài học buổi tối hôm nay. Mấy anh chị em ha. Rồi, vậy thì bây giờ như thường là trước khi chúng ta đến bài học, anh chị em mình hãy đến với Chúa. Đến với Chúa, anh chị em ở đó, tôi ở đây. Nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được kết nối trong đức tin bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Và anh chị em sẽ thấy được Ngài hành động xuyên qua không gian thời gian. Ngài chuyển tải lời của Ngài, Ngài nói ra lời tiên tri tri thức, Ngài nói ra tất cả những lời thần cảm của Ngài, và Ngài chữa lành cho tất cả mọi người, bất kể ai, miễn họ có đức tin. Không quan trọng là họ ở đâu, không quan trọng vị trí địa lý, không quan trọng thời gian, không gian. Amen. Cho nên ngay giờ này anh chị em ơi, chúng ta cần đến với Chúa. Tôi và bạn chị em hãy đến với Chúa. Hãy làm cho linh hồn mình trỗi dậy và đầy dậy đức tin. Linh hồn mình ngày hôm nay, ngay chính thì giờ này, phải được đầy dậy thần linh sự sống của Chúa. Để làm gì? Để chúng ta chuẩn bị mình thành một con người có thể sẵn sàng đón nhận lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Đức Chúa Trời khi được gieo vào trong trái tim của mình, gieo vào trong tấm lòng của mình nhờ Thánh Linh, thì nó sẽ kết quả. Chúng ta đừng nghe lời Chúa bằng trí óc, hãy nghe lời Chúa bằng tấm lòng. Hãy nghe lời Chúa bằng tấm lòng để nó có cái hiệu quả trên đời sống của mình. Amen. Ok, nào chúng ta hãy đến cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu quyền năng, con đến với anh em con, và con đến với Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này, con cầu nguyện. Cha ơi, hãy hiện diện giữa chúng con. Ôi, con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hãy đến tại chỗ ông bà anh chị em con đang ngồi, tại căn phòng nơi ông bà anh chị em con đang ngồi. Lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, ngay chính thời giờ này con cầu nguyện. Cha ơi, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, Đức Thánh Linh ơi, hãy đổ đầy và đến thăm viếng trên linh hồn của ông bà anh chị em con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Ngài khai phóng quyền năng vinh hiển của Ngài
trên đời sống của anh chị em con. Nhân danh của Chúa Giêsu con cầu nguyện và con tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đến để cho mọi con cái của Ngài có khả năng để nhận biết sự hiện diện của Chúa Giêsu, nhận biết những điều tốt đẹp từ Chúa Giêsu, nhận biết được những ý muốn của Chúa trên đời sống của mỗi con cái Ngài. Đức Thánh Linh ơi, ngay giờ này con cầu nguyện, con xin Ngài làm điều đó cho anh chị em con khắp mọi nơi, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Mỗi một anh chị em bắt đầu cầu nguyện và thưa với Chúa, hãy nói với Chúa rằng đến trên linh hồn con buổi hôm nay, hãy mở mắt mở lòng con để cho con có thể hiểu được lời Ngài, để cho con có thể thấy điều Chúa muốn con thấy, để con có thể nghe được điều Chúa muốn con nghe, để con có thể sống một đời đắc thắng bởi đức tin và lời của Ngài. Hãy cầu nguyện đi ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em khắp mọi nơi khi nghe được lời này hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài Chúa. Hãy cầu nguyện thưa ông bà anh chị em. Hãy nói với Chúa rằng anh chị em yêu Ngài, anh chị em muốn biết Ngài, anh chị em muốn sống và làm việc cho Ngài. Hãy thưa với Ngài những cái lời chân thành từ tấm lòng của mình. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Wow, xin nói với Chúa Thánh Linh, Ngài là giáo sư trọn đời của con. Con yêu mến Ngài. Con muốn Ngài đến và làm mới tấm lòng của con. Con muốn Ngài đến và mặc khải những điều màu nhiệm trong lời Ngài cho con. Hãy cầu nguyện anh chị em trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Hallelujah. Con xin cha con trên trời cao, ngay giờ này hãy cất đi tất cả mọi mỏi mệt, mọi buồn ngủ, mọi điều gì bất an, mọi điều gì mất tập trung trong tất cả anh chị em đang lắng nghe bài học buổi tối này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi thứ mất tập trung, mọi thứ mỏi mệt, mọi thứ phân tán, mọi thứ không đến từ Chúa, mọi đối cướp giết hủy diệt lời Đức Chúa Trời, ta ra lệnh hãy ra khỏi tấm lòng. Hãy ra khỏi tấm lòng. Hãy ra khỏi tấm lòng những người đang nghe và ảnh hưởng bởi lời cầu nguyện này. Tôi công bố một ánh sáng của sự tự do. Ánh sáng của sự tự do trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng đến trên linh hồn của anh chị em giờ này. Đến trên linh hồn của anh chị em giờ này. Ánh sáng của Chúa Giêsu đến trên linh hồn của anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, hỡi mọi linh hồn hãy trỗi dậy để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Hãy được đổ đầy thần linh của Ngài. Hãy được đổ đầy thần linh của Ngài. Hãy được đổ đầy thần linh của Ngài. Hãy được đổ đầy thần linh sự sống của Ngài. Hãy được đổ đầy thần linh tri thức khôn ngoan của Ngài. Hãy được đổ đầy trong danh của Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Đón nhận anh chị em. Đón nhận bởi đức tin. Tôi nói rằng thần của Chúa giáng trên tất cả anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Thần của Đức Chúa Trời tái đổ đầy anh chị em giờ này. Với sự khôn ngoan, thông sáng, kính sợ, hiểu biết, sức mạnh từ nơi Ngài. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chính Thánh Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Tôi tuyên bố dòng sông sự sống chảy trong lòng của bạn trên giờ này. Hãy đón nhận trỗi dậy mạnh mẽ, bình an, vui mừng ngay giờ này. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy ban phước cho anh chị em con. Cha ơi, hãy đến và ban phước cho anh chị em con. Cha ơi, hãy làm mạnh mỗi một con cái của Ngài. Hãy làm cho mạnh mẽ mỗi một con cái của Ngài. Hãy chữa lành mỗi một con cái của Ngài. Hãy rịt mọi vết thương lòng cho con cái của Ngài. Hãy làm cho hoàn hảo trọn vẹn trên mỗi tấm lòng con cái của Ngài giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng con cầu nguyện Chúa ơi. Oh, hallelujah. Tôi khích lại toàn thể ông bà anh chị em. Hãy làm cho tấm lòng của mình được trọn vẹn trước mặt Chúa giờ này. Trọn vẹn trước mặt Chúa giờ này. Tôi nói với anh chị em rằng dù có một chút sự vấp phạm nào trong lòng, hãy xưng ra và nói với Chúa rằng con quyết định từ bỏ. Đừng để trong lòng của anh chị em bất cứ một sự buồn, giận, cay đắng, nghi ngờ, hay là nói hành, nói xấu, hay là không tha thứ, giận hờn, hay là thù oán gì. Tất cả mọi thứ hãy bỏ đi. Hãy làm rời khỏi tấm lòng. Tôi nói với anh chị em, nếu anh chị em giữ điều đó, anh chị em đang mở một cánh cửa rất lớn cho quyền lực của Satan nó đến. Và đời sống anh chị em sẽ cứ mãi mãi ở trong bệnh tật đau yếu, ở trong sự thất bại mỏi mệt thôi, chứ chả được cái việc gì cả. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng hãy dọn sạch tấm lòng mình. Chúa Giêsu nói rồi, tất cả những gì mình nói ra miệng, những gì mà làm tổn hại người khác, thật sự gốc rễ nó ở trong tấm lòng của mình.
Tại sao mình có sự xung đột? Tại sao đời sống mình có sự thất bại? Tại sao đời sống mình đau yếu bệnh tật? Xin thưa, tất cả những sự đó nó có nguồn gốc từ tấm lòng của mình. Cho nên ngay giờ phút này anh chị em ơi, hãy sân ra tất cả những điều gì nếu anh chị em phát hiện rằng tấm lòng của mình còn chưa đúng đắn trước mặt Chúa. Anh em nhớ Mác chương 11 phải không ạ? Khi các ngươi đến cầu nguyện trong đền thờ, khi các ngươi dâng của lễ, mà nếu còn sự xích mích gì với người nào khác, hãy để của lễ đó, chạy đi làm hòa rồi mới quay trở lại. Nếu chúng ta không tha thứ cho người bên cạnh, nếu chúng ta không giải quyết tấm lòng của mình, thì sự trói buộc đó nó vẫn còn ở trong trái tim, và chúng ta không thể tiếp cận với một Đức Chúa Trời chí tôn chí thánh được anh chị em ha. Trong danh của Chúa Giêsu, một lần nữa tôi nói rằng mọi xiềng xích trong tấm lòng của anh chị em hãy rớt xuống giờ này. Mọi xiềng xích trói buộc của sự tổn thương, ruồng bỏ, đau đớn trong quá khứ hãy rớt xuống giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, mọi xiềng xích trói buộc của sự không tha thứ, cay đắng, xung đột hãy rớt xuống giờ này. Mọi ngục tù của sự đau đớn, buồn khổ, nghi kỵ, nghi ngờ hãy rớt xuống giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi giải phóng mọi linh hồn, tôi giải phóng mọi linh hồn đang nghe lời cầu nguyện này hãy được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do như một đứa nhỏ, đơn sơ như một đứa trẻ, khiêm nhường như một đứa trẻ. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, hãy tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Mọi linh hồn người nam người nữ được tự do, mọi linh hồn người lớn người nhỏ được tự do, mọi linh hồn hiện tại đang nghe và ảnh hưởng dưới lời nói này được tự do trong danh của Chúa Giêsu. Bất kể quyền lực nó ở nơi nào, bất kể Satan mày tên gọi là gì, bất kể trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, bất kể tên gọi mày là gì, bởi quyền năng trong danh của Chúa Giêsu hãy rời đi. Ta nói hãy rời đi khỏi hội chung của Chúa giờ này. Ta nói hãy rời đi khỏi hơn 190 con người, gần 200 con người đang lắng nghe lời này. Hãy rời trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Ta nói sự tự do cho từng linh hồn, từng lỗ tai, từng cặp mắt đang lắng nghe lời này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu lên ông bà anh chị em. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu lên ông bà anh chị em giờ này. Tôi phủ huyết của sự biện hộ lên ông bà anh chị em giờ này. Tôi phủ huyết của sự tha thứ lên ông bà anh chị em giờ này. Và tôi tuyên bố linh hồn bà anh chị em được tự do hoàn toàn. Tự do cho lời của Đức Chúa Trời. Tự do để sống cho mục đích của Đức Chúa Trời. Tự do để bình an, vui vẻ và có thể kết nối được với Đức Chúa Trời một cách thông suốt giờ này. Tôi rao bảo sự tự do trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Amen. Tôi tin rằng có một điều gì đó chuyển động tươi mới trong tâm lòng của bạn chị em, khuyên bạn chị em tin và cầu nguyện theo lời cầu nguyện vừa rồi, phải không ạ? Quyền năng của Chúa là để bẻ xiềng, bẻ xích. Quyền năng của Chúa là để giải phóng con người. Quyền năng của Chúa là để xua tan mọi bóng tối trên linh hồn của con người. Khi anh em tin những điều đó, anh em sẽ được tự do trong danh quyền năng của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Rồi một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào hết thảy toàn bộ ông bà anh chị em đang kết nối và sẽ kết nối vào fanpage của Hội Thánh Nhà Muôn Dân để học bài học buổi tối hôm nay. Bài học mang tên Thống trị bệnh tật, bài số 9 trong loạt bài học này nằm trong chủ đề đời sống không tật bệnh. Amen anh chị em ha, xin Chúa ban phước. Và như thường lệ, anh chị em ơi hãy cộng tác cùng với tôi, chia sẻ ngay livestream này trên trang cá nhân của mình và trên những nhóm, những nhánh nào, những cái group nào mà anh chị em tham gia. Vì sao? Vì qua bài học này, qua sự cầu nguyện mà chúng ta sẽ cùng nhau sắp tới đây, nó sẽ chữa lành và giải phóng rất nhiều người. Biết đâu được chúng ta bởi sự một sự chia sẻ của anh chị em mà có thể cứu vớt những linh hồn, không ạ? Cứu vớt những cuộc đời đang tuyệt vọng ở trong màn đêm của tật bệnh, bế tắc, đau đớn bởi tội lỗi, bởi quyền lực của ma quỷ. Họ tìm nhưng không gặp, họ gõ cửa nhưng không thấy, nhưng bây giờ qua sự chia sẻ của ông bà anh chị em họ tìm thấy, không ạ? Và anh chị em đọc thấy rất nhiều lời chứng, hả? Nhiều lời chứng chữa lành, giải phóng qua cái sự nghe và cầu nguyện theo những cái bài học mà chúng ta học ở trên mạng như thế này. Anh chị em ơi, hãy dành 1-2 phút chia sẻ đi ạ. Hãy mạnh dạn chia sẻ đi, càng nhiều càng tốt, không ạ? Càng nhiều càng tốt, càng
comment nhiều, càng like nhiều thì cái nguyên tắc của mạng xã hội là nó càng lan truyền nhiều. Và đó là cách để chúng ta giảng tin lành ra cho khắp đất. Anh Chanh biết không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm nay công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội phát triển, không phải đâu, không phải ngẫu nhiên đâu. Đức Chúa Trời khải thị cho những con người đã làm ra những hệ thống này với mục đích, mục đích là để giảng phúc âm sau này đấy. Hiện nay đang giảng rồi đấy. Chúng ta dùng mạng xã hội để giảng phúc âm, và hàng tỷ con người phải tiếp cận được với phúc âm quyền phép của Chúa Giêsu, và họ sẽ được cứu rồi. Amen. Họ được chữa lành, họ được tự do, được giải phóng. Amen. Anh chị ha, cảm ơn Chúa, cảm ơn sự công tác của bạn chị em. Và không để anh chị em đợi lâu đâu, chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Ok, thì anh chị em thấy đó, trong cái đời sống cơ đốc của mình có hai cái điều rất là nổi bật mà chúng ta cần phải để ý. Hai điều thứ nhất là cái đời sống thờ phượng Chúa. Rõ ràng là Chúa kêu gọi chúng ta đến để thờ phượng, tức là chúng ta đến để biết có một Đức Chúa Trời chân thật là Cha yêu thương, là đấng sáng tạo ra mình. Và trong cái mối quan hệ này, nó là nền tảng của sự thờ phượng. Chúng ta thờ phượng vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng vì Ngài là một người Cha nhân từ, tốt lành và xứng đáng để thờ phượng. Đúng không? Tất cả mọi con cái của Chúa, dù ở một cương vị nào, dù là mục sư, là tín đồ, là truyền đạo, người nổi tiếng, người không nổi tiếng, người nhiều người được biết đến, người không ai biết đến, thì tất cả mọi con người đó đều tập trung vào một điểm, đó là phải có một đời sống thờ phượng mỗi ngày. Sáng tôi thờ phượng, trưa tôi thờ phượng, chiều tôi thờ phượng Chúa trong lúc tôi ăn, trong lúc tôi ngủ, trong lúc tôi làm việc, trong lúc tôi đi đường. Đó là mục đích mà Ngài kêu gọi mình. Giống như trong Dân chương 4, Ngài nói với người đàn bà Samari, phải không ạ? Người thờ phượng trong linh và lễ thật là những người thờ phượng thật mà Cha ưa thích. Như vậy thì Đức Chúa Trời ưa thích những người thờ phượng. Đó là một cái điểm nổi bật đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên, song song với một cái đời sống thờ phượng đó, thì một cái điều tối quan trọng mà chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta xem thử cái quyền tể trị, cái quyền thống trị của mình trên đời sống như thế nào. Chúa gọi chúng ta là con cái của Ngài. Chúa gọi chúng ta là những hoàng tử công chúa của Ngài. Chúa gọi chúng ta là dòng dõi nhà vua, là chức thầy tế lễ nhà vua, dòng dõi thánh. Trong cái hàm ý đó, nó có nghĩa là Ngài gọi mỗi một chúng ta để thống trị, để cai trị. Chúng ta không còn là một nô lệ nữa, nhưng chúng ta được gọi đến để cai trị. Chúa gọi chúng ta đến để cai trị cái phần thế giới còn lại của Ngài. Ý tôi muốn nói về mọi lĩnh vực khác, như là thiên nhiên, như là những lĩnh vực về sức khỏe, tài chánh, tất cả mọi thứ gì liên quan đến đời sống con người, Chúa muốn chúng ta thống trị nó. Chúa muốn chúng ta thống trị. Cuộc sống thống trị, cuộc sống cai trị ngụ ý rằng, ngụ ý rằng anh chị em và tôi đang trị vì, giống như vị vua vậy đó, đang trị vì, đang điều hành, phải không? Quyết định hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta thông qua Chúa Giêsu. Chúng ta quyết định mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta thông qua Chúa Giêsu. Chúng ta không để hoàn cảnh thống trị mình. Hoàn cảnh có thể đó là nghèo đói, tai nạn, bệnh tật, trói buộc, xung đột, tất cả mọi thứ đó không thể nào và không bao giờ được phép thống trị đời sống con cái Chúa. Nhưng ngược lại, một đời sống đúng đắn của con cái Chúa phải là một đời sống thống trị những thứ đó. Tôi cai trị trên đời sống tài chánh của tôi. Tôi không bao giờ bị động trong tài chánh của tôi. Tôi không thể sống trong thiếu thốn nợ nần. Tôi không để những thứ đó cai trị tôi. Nhưng tôi có quyền để cai trị đời sống tài chánh. Tôi có quyền để cai trị đời sống trong gia đình của tôi. Tôi không để cho những nỗi đau trong gia đình, những cái sự hư hỏng của con cái, những sự loạn nghịch của thế này thế nọ, nó làm cho tôi đau đầu, nó điều khiển tôi. Không, tôi cai trị nhà của tôi. Hoặc tôi sắp xếp nhà của tôi vào trong trật tự thiên thượng mà Chúa định. Rồi liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, là lĩnh vực mà chúng ta nói buổi tối hôm nay. Tôi không để cho bệnh tật nó khiến cho tôi đau đầu. Tôi không để cho bệnh tật nó khiến cho tôi phải than vãn, đau khổ, rên rỉ vì nó. Không, tôi cai trị sức khỏe của tôi. Tôi thống trị sức khỏe của tôi. Tôi là người được định cho để sống trên mọi tật bệnh. Đó là cái ngụ ý mà tôi muốn nói về cái quyền thống trị mà chúng ta nói hôm nay. Cho nên con người ngày xưa đó, Đức Chúa Trời tạo ra
Ngài tạo ra và Ngài đặt cái quyền tể trị đó vào trong con người. Trước khi sa ngã, anh chị em thấy Adam đã thực hiện cái quyền thống trị của mình hoàn toàn một cách tuyệt đối đối với phần còn lại của sự sáng tạo của Chúa. Sáng thế ký chương 1 câu 28 chép sao anh chị em: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Anh chị em chú ý những từ ha, làm cho đất phục tùng, chú ý những từ khác là hãy quản trị. Đây là nói về cái quyền tể trị của loài người mà Chúa đã định cho. Thi Thiên chương 8 câu 4 đến câu 6 thì chép như thế này: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm cho người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến cho muôn vật phục dưới chân người. Anh chị em thấy không? Anh chị em chú ý cái từ đó: được ban cho quyền cai trị công việc tay Chúa làm và khiến cho muôn vật phục dưới chân người. Dĩ nhiên mọi công việc, mọi vật đó thì có cả lĩnh vực sức khỏe nữa, phải phục tùng con cái của Chúa. Chính vì điều này mà sau sự sa ngã, chúng ta vẫn thấy con người có thể thuần hóa mọi loài động vật. Anh em thấy gì ạ? Thuần hóa được một con sư tử hung hãn ở trên rừng, nhưng mà khi đem về sở thú nuôi là thôi hiền như con mèo, không ạ? Hoặc đem về cái đồng xiếc nuôi thì thôi rồi, nói đâu nghe đó. Anh em thấy không ạ? Cho nên cái đấy là cái thực tế. Trên thực tế thì Kinh Thánh làm chứng rằng không có một con vật nào mà con người không thể thuần hóa được. Anh em nghĩ đi, có những cái con vật phải nói là mình nghĩ là nó không có biết cái gì cả, nhưng mà con người vẫn có thể dạy nó làm những cái việc mà phải nói là rất là thích thú, thú vị. Đó là cái quyền tể trị ha. Nó rất là hay. Cái chỗ này mình để ý, mình thấy, tôi nhớ là cách đây không lâu, khi mà tôi đang lên núi một mình để cầu nguyện đó, để tìm kiếm Chúa, thì tôi đang ngồi đối diện với vài cái tảng đá, có những cái bụi rậm, có những cái hang hốc trong đó, nó rất là chỗ đó rất là vắng vẻ ha. Tôi đang cầu nguyện thì nghe tiếng lọt sọt. Thì tôi nhìn lên thì tôi thấy một con rắn to dài, chắc cũng phải cầm tầm 1,5 m á. Nó đang ngóc bò trường cái đầu ra, và nó ngóc cái đầu lên từ trong hang, nó bò ra, nó hướng về phía tôi đang ngồi, không ạ? Lúc đó thì tôi rất là bất ngờ, rất là bất ngờ. Bây giờ trong tay không có một cái cây, không có một cái gì cả, thì bây giờ làm sao đây? Mà bây giờ nó tiến tới hay nó bò ra thì không lẽ mình phải bỏ chạy, mà lỡ nó rượt theo thì sao? Cho nên là vì không có vũ khí nào để chống cả, thì bất chợt nha anh em, tự nhiên tôi thấy cái này rất ấn tượng. Bất chợt tôi nhìn vào nó và tôi nói như thế này nè, tôi nhìn vào cái đầu nó lê cái lưỡi, nó lê lưỡi như thế này. Tôi nhìn vào cái đầu nó và tôi nói: Ê, mày đi vào trong hang đi, để yên cho ta cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Đấy, tôi nói như thế: Ê, mày đi vô hang đi, để ta cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Mà anh em thấy không? Rất là lạ lùng nha. Nó không bò tiếp, nó quay vô hang và nó mất biệt từ lâu đó. Đây, cái chuyện này phải nói thật cực kỳ thú vị. Cái điều mà thực sự thu hút cái sự chú ý của tôi là cái cách mà cái con rắn đó nó vâng lời. Con rắn đó nó vâng lời hả? Tôi đã nhấn một cái nút, mặc dù lúc đó tôi không hiểu nó hoạt động như thế nào, nhưng nó vẫn cứ hoạt động. Cái lúc đó, đó là sự thống trị của cái linh con người trên mọi cái con vật. Tôi không hiểu được, nhưng mà đó nó hoạt động. Cái linh con người có một cái quyền thống trị lạ lắm, nhưng bởi có tội lỗi, nó đã cướp đi cái quyền thống trị đó đối với mọi người, và chúng ta lâu dần chúng ta quên mất cái quyền đó. Khi con người mà không còn vâng lời Đức Chúa Trời nữa, thì từ đó sự chết nó cai trị con người, và cái quyền thống trị này nó bị phai nhạt dần đi. Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, anh chị em ạ, Chúa Giêsu đã đến và đánh bại sự chết, và bây giờ sự chết không còn cai trị chúng ta nữa, không còn. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 26 đó, lời Chúa chép như này: kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Cái chết đã bị đánh bại, nó đã bị tiêu diệt, khi nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn khi Chúa Giêsu tái lâm. Khi đến lần đầu tiên đó, thì Chúa Giêsu đã nếm sự chết vì mọi người. Anh em hiểu chỗ này ha? Ngài nếm sự chết vì mọi người, Ngài đã đánh bại ma quỷ và lấy đi chìa khóa của địa ngục và sự chết.
Ngài phải nếm sự chết, đúng không ạ? Ngài đánh bại ma quỷ và Ngài thu cái chìa khóa của ma quỷ và sự chết đây, của địa ngục và sự chết đây, trong Hebrew chương 2 câu 14 15 chép như vậy. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết của mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Anh em thấy chưa? Và trong Khải Huyền chương 1 câu 17b đến câu 18 thì chép như thế này: nhưng người đặt tay hữu lên tên tôi và nói rằng đừng sợ chi, đây là Chúa đó ha, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Anh chị em thấy chưa? Chúng ta đã bị cầm tù, nhưng bây giờ thì chúng ta đã được sao anh chị em? Giải thoát rồi. Chúa Giêsu đã bị giao nộp cho vì sự tự do của chúng ta, vì có cứu chúng ta khỏi sự cầm tù, khỏi cái sự là bị cai trị, mà Chúa Giêsu đã phải bị giao nộp để đóng đinh trên thập tự giá. Ngài chết để tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết. Cái từ tiêu diệt này nó có nghĩa là gì? Là làm tê liệt. Tê liệt giống như là chích thuốc tê vậy đó, tê liệt luôn, không còn nhúc nhích được nữa. Vì vậy Ngài đã làm cho kẻ cầm quyền sự chết, tức là ma quỷ, bị tê liệt. Bây giờ thì ma quỷ và Satan là đã bị tê liệt, mất hết tất cả mọi quyền lực của sự chết, mất hết rồi. Hoặc là Dân chương 1 câu 3, Dân 1 chương 3 câu 8b nói sao anh em? Vả con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Câu này rất quan trọng anh em ha. Chúa Giêsu đến để tiêu diệt công việc của ma quỷ và làm gì ạ? Để làm gì? Mục đích là gì? Trả lại quyền cai trị cho chúng ta. Cho chúng ta là những người đang ngồi đây, là những người đặt niềm tin vào Ngài, là những người được tái sanh. Ngài hủy phá cái quyền cai trị của Satan, của ma quỷ, để làm gì? Trao lại cái quyền đó cho chúng ta. Roma chương 6 câu 9 đến câu 11 chép: bởi biết rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đúng không? Đây là Roma chương 6 câu 9 đến câu 11. Nếu sự chết không còn cai trị trên Chúa Giêsu nữa thì chắc chắn nó sẽ cũng không còn cai trị trên tôi và ông bạn trẻ. Vì sao? Vì khi Ngài chết, chúng ta cũng chết với Ngài. Khi Ngài sống lại, chúng ta cũng được sống lại với Ngài. Và bây giờ chúng ta sống trong đời sống mới và đồng cai trị với Chúa. Anh em ghi nhớ chi tiết này. Hãy xem câu 14, tức là Roma chương 6 câu 14 chép này: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển. Anh em thấy không ạ? Tội lỗi đã vĩnh viễn mất quyền cai trị trên chúng ta. Tội lỗi sẽ không thể thống trị tâm linh, tâm trí và thể xác của chúng ta nữa. Nếu những ảnh hưởng của tội lỗi vượt ra ngoài linh hồn chúng ta, đến linh hồn và thể xác của chúng ta, thì theo cách tương tự, những ảnh hưởng của nó đối với tâm linh, đến linh hồn và thể xác của chúng ta đã bị loại bỏ hoàn toàn. Loại bỏ hoàn toàn. Trước đây thì nó ảnh hưởng thiệt. Trước khi được cứu, đúng là tội lỗi nó cai trị chúng ta thiệt. Sự chết cai trị chúng ta thiệt. Bệnh tật cai trị chúng ta thiệt. Nghèo đói cai trị chúng ta thiệt. Sợ hãi cai trị chúng ta thiệt. Anh em bây giờ rất đơn giản, mình nhìn một cái cách nhìn thoáng qua đối với cái thế giới còn lại ở ngoài kia, anh em sẽ thấy anh em muốn chứng kiến, anh em cứ đến những bệnh viện, anh em sẽ thấy bệnh viện ung bướu, bệnh viện Chợ Rẫy, những cái bệnh viện mà đông người, anh em sẽ thấy loài người thực sự là nạn nhân của bệnh tật. Bệnh tật là vua của họ, bệnh tật là ông chủ của họ, bệnh tật cướp sạch bắt tiền bạc của họ, bệnh tật cướp tất cả niềm vui của họ, bệnh tật cướp tất cả những cái ước mơ hoài bão của họ, bệnh tật cướp tất tần tật luôn. Họ đang rên rỉ về những điều đó. Có nghĩa là gì anh chị em? Bệnh tật đang cai trị họ. Bệnh tật đang cai trị họ. Nhưng mà ngày hôm nay, bệnh tật thuộc về sự chết đó, nó không còn
thể cai trị trên lưng, trên hồn, trên thể xác của chúng ta được nữa. Anh chị em hãy vui mừng hallelujah và nhảy múa tôn vinh Chúa vì điều đó. Đây là sự thật được chép trong Kinh Thánh anh chị em ạ. Điều này nó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng chúng ta đã được một sự cứu rỗi hết sức chu đáo và hoàn toàn. Chúng ta được phục hồi hoàn toàn trên linh, trên hồn và trên thể xác. Hiện nay khi đang sống trên đất này, dĩ nhiên rồi là chúng ta vẫn đợi ngày Chúa Giêsu tái lâm để chúng ta có một cái thể xác mới, có một cái thể xác vinh hiển, một cái thể xác đời đời, một cái thể xác không thể nào bị hư nát nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hiện chúng ta đang sống trên đất này, chúng ta đang còn sống trong thân xác này, chúng ta vẫn cứ để bệnh tật cai trị mình. Không phải đâu. Mặc dù thể xác này một ngày nó phải trả lại cho đất để chờ thể xác mới, nhưng không, tôi nói với anh chị em rằng chúng ta vẫn có quyền, hoàn toàn có quyền cai trị trên thân xác này. Bệnh tật nó không có quyền nói tiếng nói nào nữa. Anh em hãy tin điều đó, nói điều đó, không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn như thế này. Cái chết giống như là ban đầu bệnh tật đã đến là vì tội lỗi, và cái chết đến cũng vì tội lỗi, phải không ạ? Khiến cho cái thân xác này chết. Thất bại đến cũng vì tội lỗi, giới hạn nghèo đói đến cũng vì tội lỗi. Tất cả những điều tiêu cực này nó đến cũng vì là tội lỗi. Và chính vì tội lỗi mà Satan bắt đầu thống trị con người, đúng không ạ? Vì vậy khi lời Đức Chúa Trời phán tội lỗi sẽ không cai trị được ngươi nữa, điều đó cũng có nghĩa là bản chất tội lỗi và mọi hậu quả tội lỗi sẽ không thể cai trị con người được nữa. Bệnh tật trở thành quá khứ khi bạn và tôi được tái sanh. Đó là sự thật mà chúng ta cần phải nắm và tin. Tôi nhắc lại, bệnh tật trở thành gì? Quá khứ khi bạn và tôi được tái sanh. Các tờ khế nghịch cùng chúng ta, đúng không ạ? Mọi điều khoản nghịch cùng chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Khi nói về Sion thì tiên tri Esai nói thế này: dân cư sẽ không nói rằng tôi đâu, kẻ ở trong đó sẽ được tha tội. Esai chương 33 câu 24, đúng không ạ? Dân cư ở đó không nói rằng tôi đâu nữa. Sion là hình ảnh là gì đó chứ? Sion là hình ảnh của hội thánh, nghĩa là dân cư trong hội thánh sẽ không còn nói rằng tôi đau bệnh nữa, không nói nữa. Kẻ ở trong đó sẽ được tha tội hoàn toàn. Chúng ta là cư dân của Sion. Đó là nguồn gốc của chúng ta, xuất xứ của chúng ta. Chúng ta đã được tha thứ sự gian ác của mình. Chúng ta không nói, và không nói tôi bị bệnh, đừng nói câu đó. Và chúng ta không nói câu đó không phải vì chúng ta không muốn nói đến đó, hay là chúng ta không cảm thấy là không thích nói, hoặc là chúng ta muốn rút lui khỏi việc nói về điều này. Chúng ta giống như dạng mê tín gì đó nhé. Ôi đừng nhắc đến cái từ bệnh tật này, nó xui lắm. Không phải nha anh chị. Con cái Đức Chúa Trời không nói cái câu là tôi bị bệnh là không phải vì mê tín đâu, không phải vì nói câu này nó xui đâu, không phải đâu. Hoặc là mình không thích nói, sợ nó cho nên không nói. Không phải, không phải đâu. Không phải vì chúng ta không muốn nhắc đến nó vì sợ, không đâu. Nhưng mà lý do là vì nó, có nghĩa là bệnh tật đó, không còn là một phần trong cuộc sống của chúng ta nữa. Nó không có trong từ điển của chúng ta, nó không có trong từ điển của thân thể chúng ta. Cái từ bệnh này nó không còn nữa. Anh em hiểu ý không? Trong ngôn ngữ thiên đàng nó không có cái từ bệnh. Ngôn ngữ thế gian thì có. Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mỹ ở thế gian, anh em đếm đi bao nhiêu ngôn ngữ đều có cái từ bệnh hết đó. Nhưng mà tôi nói anh chị em, trong ngôn ngữ của thiên đàng, ngôn ngữ mà tôi và anh chị em được tái sanh để nói cái thứ tiếng ngôn ngữ mới của vua Chúa đó, nó không có cái từ này. Nó không là một phần trong cuộc sống của tôi, cho nên đơn giản vì thế tôi không nói. Tại vì nó không có, chứ không phải là vì sợ, vì mê tín, vì gì cả. Anh em hãy hiểu chỗ đó ha. Quyền tể trị bây giờ đã được khôi phục. Chúng ta không còn thừa nhận sự thống trị của ma quỷ bằng cách tuyên bố chúng ta bị bệnh. Khi chúng ta nói tôi bệnh rồi, tôi đau rồi, tôi khổ lắm, tôi nghèo, tôi đói lắm, ô Chúa ơi con thế này thế nào, là chứ thật sự chúng ta đang thừa nhận quyền thống trị của Satan. Thay vào đó, chúng ta phải nói lời Chúa, chúng ta phải tuyên bố sự chữa lành, chúng ta phải nói sức khỏe cho thân thể mình, chúng ta phải nói về sự thịnh vượng cho đời sống mình, chúng ta phải nói sự bình an vui mừng cho đời sống của mình.
cho phần linh, phần hồn và phần thân thể. Chúng ta phải nói lời của Đức Chúa Trời, vì đó là ngôn ngữ của chúng ta, anh chị em hiểu ý không ạ? Cho nên ở đây đó, Kinh Thánh nó có một cái khái niệm, nó gọi là tinh thần cai trị, hay là một linh cai trị. Linh cai trị này là một linh mới mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Anh em thử đọc trong Timothée 2 nhì chương 1 câu 7 xem đó. Anh em thấy gì trong đó nè? Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta một tâm thần nhút nhát, sợ hãi, đau đớn, thôi lui, không đâu, mà bèn là một tâm thần gì? Mạnh mẽ, có tình yêu và dè dữ. Anh em thấy không ạ? Cho nên linh của chúng ta bây giờ là một linh gì? Thống trị, một linh cai trị. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một tâm linh có quyền lực, một tâm linh cai trị. Chúng ta phải nhận ra điều này để cho tâm linh của mình, tâm linh thống trị của mình được phát triển bên trong chúng ta một cách mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Chúng ta sẽ học cách chỉ chấp nhận những gì chúng ta muốn và từ chối bất cứ điều gì không tốt, không ưa, không thích hợp mà Satan và đời này đem đến trên đời sống của chúng ta. Chúng ta phải từ chối nó. Có nhiều thứ đôi khi có thể khiến chúng ta choáng ngợp, khiến chúng ta băn khoăn không biết phải làm gì. Nhưng nếu anh chị em cầu nguyện trong Thánh Linh và học lời của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ ý thức rõ hơn về cõi linh. Anh chị em sẽ ý thức rõ hơn. Đó. Khi chúng ta không sống trong cõi linh, không hiểu trong cõi linh, đời sống chúng ta bị giới hạn nhiều lắm. Chúng ta nghĩ ô cái này không thể, cái này không thể, cái này không được. Làm sao mà được? Thân thể tôi đang bệnh mà làm sao anh nói tôi khỏe? Tôi thế này mà anh bảo tôi làm việc đó, làm sao tôi làm được? Trình độ tôi thế này mà làm sao anh giao cho tôi việc này? Không thể, không thể và không thể. Rất nhiều điều không thể. Khi chúng ta sống trong cõi tạm này, cái cõi thật này, chúng ta sẽ bị giới hạn. Nhưng khi chúng ta học cách bước vào cõi linh á, anh em sẽ biết trong cõi linh á không gì là không thể. Sứ đồ Phaolô nói sao? Tôi làm được mọi sự vì Đấng thêm sức cho tôi. Ông đang nói trong cõi linh. Trong cõi linh không gì là không thể. Tôi nhớ cái câu chuyện của ông Smith đó. Anh em đọc những quyển sách của ông sẽ thấy ha. Anh nhớ câu chuyện này rất là hay. Ông Smith là một vị sứ đồ của đức tin. Có một người phụ nữ vừa mới chết. Bà chết rồi. Và người ta thông báo cho ông là thôi ông ơi, ông đừng cầu nguyện cho cái bà này. Bà chết rồi, không thể nào làm gì được đâu. Nhưng mà Chúa cứ cảm động lòng ông và ông cứ khăng khăng rằng là được, tôi muốn cầu nguyện cho bà này sống lại. Ông nói như thế, ông Smith họ thì mọi người thì muốn bỏ vào hòm đi chôn cho nó xong cho rồi, nhưng mà ông Smith ông bảo không, để đó tôi cầu nguyện. Và ông cứ tiếp tục cầu nguyện, và ông cầu nguyện rất là lâu. Ông cầu nguyện dường như là mọi thứ không có gì nhúc nhích cả, dường như là mọi người để ý thấy ông cầu nguyện lâu lắm và Chúa không có trả lời gì cả. Cái thây nó vẫn nằm đó. Ông ấy cầu nguyện tiếp thì mọi sự hầu như là đang gì? Tuyệt vọng. Mọi người nói chung là không còn gọi là hứng thú nữa. Anh nhớ câu chuyện mà khi Chúa Giêsu đến để cầu nguyện cho cái đứa bé gái 12 tuổi không? Mọi người cười cợt ngài, bảo làm sao đã chết mà bảo nó ngủ, đúng không? Cười cợt giống như câu chuyện ông Smith này. Thậm chí người ta bắt đầu chế nhạo ông và bảo thôi ông ơi, ông quên đi, ông đi về đi để bọn tôi còn làm đám tang đi chốt. Nhưng mà ông Smith này ông vẫn tiếp tục không ngừng ông cầu nguyện. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là thật và amen. Anh em đọc trong Cô-rinh-tô 2 chương 1 20, lời hứa trong Ngài là chỉ có thật và amen đó. Cho nên khi anh chị em cầu nguyện và dường như không thấy câu trả lời nào đến thì hãy tin lời của Chúa, lời hứa của Chúa cho những gì mình đang cầu nguyện. Hoặc là mình tìm lời của Đức Chúa Trời để mình biết mình đang sai chỗ nào, anh chị em ha, để tiếp tục kiên nhẫn và cầu nguyện, tìm hiểu lý do tại sao mà tôi và bạn chị em không nhận được câu trả lời cho sự cầu nguyện của mình. Phải tìm hiểu, đừng bỏ cuộc. Và đôi khi người ta đánh mất những thứ đáng ra phải có chỉ vì không kiên trì, không đeo bám, không có đức tin, không đủ kiên nhẫn để mình tiếp tục trình cái vấn đề của mình với Chúa. Thì tôi tiếp tục câu chuyện. Khi ông Smith ông đang cầu nguyện như vậy, Đến một lúc không ạ, thì đột nhiên trong linh của ông trỗi dậy,
có một điều gì đó chuyển động trong linh của ông. Ông thấy có một sự chuyển động trong cái cõi linh, và tinh thần của ông được đưa vào vào cái cõi linh, và ông đầy dậy đức tin. Ông đầy dậy đức tin, và tấm lòng của ông bắt đầu giành lấy cái quyền thống trị, cái quyền thể trị trên sự chết. Và bắt đầu ông buộc miệng ông nói: không, được rồi, tôi thấy rồi, cô này sống, tôi đã vừa nhìn thấy cô này sống. Tức là ông nói trong cái đức tin của ông. Và sau đó ông bế người phụ nữ này, và người phụ nữ đang chết nha anh chị em. Ông bế người phụ nữ này, ông dựng vô tường, ông dựng cái thay vô tường, nói vậy cho nó dễ hiểu. Và ông nói: nhân danh Chúa Giêsu, tôi truyền lệnh cho cô phải bước đi. Ông đang nói với cái thầy đang chết á, ông nắm cái thầy ông dựng vô tường và ông nói: tôi truyền lệnh cho cô phải bước đi. Và ngay lập tức anh chị em, người phụ nữ này mở mắt ra và bước đi. Chết rồi, nhưng mà ngay khi mà ông bước vào cõi linh, ông thấy được người này đang sống, thì ông nói ra câu đó, thì người phụ nữ sao ạ? Mở mắt ra, bước đi theo mệnh lệnh của ông. Anh em thấy chưa? Cho nên có cái giá phải trả để có một đời sống cầu nguyện hiệu quả. Điều không thể sẽ trở thành có thể khi chúng ta biết cách cầu nguyện và biết bước vào trong cõi linh để mà thực hiện. Vì tôi nhắc lại cho anh em, trong cõi linh không điều gì là không thể. Trong cõi thật này á, chết thì không thể trở thành sống, không ạ? Công không thể trở thành thẳng, không ạ? Tan đi rồi thì không thể hợp lại được. Cái bát vỡ đi rồi là không thể liền lại được. Nhưng mà tao nói với anh chị em, trong cõi linh không gì là không thể. Hãy tin tôi đi, cái gì cũng được hết rồi. Đấy là cái chỗ mà chúng ta thấy. Cho nên rất là diệu kỳ. Và một cái câu chuyện nữa nói về một người người phụ nữ. Người này là vợ của một mục sư, không ạ? Là ông này, ông được thông báo là chồng của cô chết đến bác sĩ rồi đến chứng nhận là chết nhưng mà cô này, cô vợ này cô không chịu. Cô bảo là để cho cô cầu nguyện, cô tin rằng là chồng cô sẽ sống lại. Cô cứ đến ở trong đó và cô cầu nguyện. Và cô cầu nguyện một lúc xong là cô đứng dậy trong tư thế cầu nguyện đó, cô đến bên cái xác chết và cô cõng cái người này lên. Đứng thẳng dậy, đứng dậy và bắt đầu cô cũng ra lệnh cho cô ấy, cho cái xác đó là phải sống lại trong danh Chúa Giêsu. Cô làm rất nhiều lần và mọi người nói là thôi cô bỏ cuộc đi, làm sao mà chết rồi tắt thở rồi máu đông rồi tất cả mọi thứ rồi mà sao mà sống được. Mà cứ cô nói không, cô nói rằng chồng tôi phải sống lại, tôi biết là Chúa muốn chồng tôi phải sống lại. Và cô cứ ở trong bệnh viện cô cầu nguyện như vậy. Mà anh em biết không, đây là câu chuyện cả thật. Và khi cô ấy không bỏ cuộc như vậy và cô cứ nói trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho cái thây này phải sống lại trong danh Chúa Giêsu. Và đến một lúc anh chị, cái cơ thể của người chồng chết đó nó ấm trở lại và anh ấy mở mắt ra. Đây là những cái điều rất là diệu kỳ mà chúng ta đã nghe những cái câu chuyện làm chứng ở trên những cái tạp chí Cơ Đốc. Anh chị em đọc sẽ thấy rất là nhiều ha. Vì vậy Đức Chúa Trời Ngài cũng làm điều tương tự như vậy đó anh chị em. Khi Ngài khiến chúng ta sống lại cùng với Đấng Christ, Ngài đặt muôn vật dưới chân chúng ta để chúng ta cai trị muôn vật của Ngài. Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 7 chép: nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì có yêu thương lớn mà Ngài đem yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, anh em thấy không? Đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Anh em thấy chưa? Rõ ràng là chúng ta được Đức Chúa Trời làm cho sống lại đó gì? Chúng ta đã được lớn lên cùng Ngài, được ngồi trong ngay cùng Ngài, và bây giờ chúng ta đang ngồi với Ngài trong địa vị uy quyền, từ nơi mà chúng ta sẽ trị vì mãi mãi, không chỉ trong đời này mà còn trong những thời đại tương lai sắp tới nữa anh chị. Chúng ta đã được kêu gọi đến một cuộc sống thống trị, cai trị và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên đừng để cho bất cứ điều gì ngoại trừ lời của Đức Chúa Trời điều khiển hoàn cảnh của chúng ta. Tôi nhắc lại nha, đừng để cho bất cứ điều gì ngoại trừ lời của Đức Chúa Trời điều khiển hoàn cảnh của chúng ta. Hãy nhớ lời tôi nói. Anh em muốn một cuộc sống khỏe mạnh không? Anh em muốn cuộc sống thành công không? Anh em muốn một cuộc sống
mà bình an, tự do, tự tại không? Anh em muốn một cuộc sống mà phải nói là anh chị em có thể làm chủ mọi tình hình không? Hãy nghe chân lý này, đừng để bất cứ điều gì ngoại trừ lời Đức Chúa Trời điều khiển hoàn cảnh cuộc sống của anh chị em. Hãy ghi xuống điều đó, cho nên nó rất là quan trọng anh chị em cho hiểu điều này. Ở Roma chương 5 câu 17 chép như thế này: và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Anh em thấy điều này có nghĩa là họ sẽ có quyền thống trị. Bạn không thể trị vì mà không có quyền. Làm sao một ông vua có thể nói là tôi cai trị đất nước mà ông vua đó không có quyền? Vua này vua bù nhìn rồi, phải không ạ? Đã nói đến từ cai trị thống trị là phải có quyền cai trị và thống trị. Những người đã nhận được món quà miễn phí là sự công bình sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ trị vì trong cuộc sống. Làm thế nào chúng ta sẽ cai trị trong cuộc sống? Làm thế nào đây? Anh em đọc trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 24-25. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Anh em nhớ, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã khuất phục mọi quyền lực và có ý quyền tuyệt đối trong ba cõi: cõi trời, cõi đất và cõi âm phủ, cõi địa ngục. Ngài có quyền hoàn toàn trong ba cõi, phải không ạ? Nhưng sự thật là Ngài không thể, Ngài không làm, Ngài không thi hành cái quyền cai trị này nữa ở trên đất. Tại sao? Vì hiện nay Ngài đang ngồi ở bên phải Đức Chúa Trời. Ngài ủy thác cái quyền năng này cho tôi và bạn trẻ. Ngài ủy thác cái quyền cai trị trong cõi đất này, trong cõi linh này, trong cái cõi mà chúng ta đang sống, cho chúng ta là hội thánh của Ngài, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là bây giờ Ngài làm gì? Ngài đang trị vì, Ngài đang cai trị một cách gián tiếp qua thân thể của Ngài là hội thánh. Đó, hội thánh. Ngài đang cai trị qua bạn và tôi trên mọi quyền lực bóng tối, trên bệnh tật, trên ốm yếu và trên hoàn cảnh. Đây là chỗ mà chúng ta cần phải nằm. Chúa đã làm xong và Ngài đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Mọi quyền lực của kẻ thù đã bị tiêu diệt và Ngài ủy quyền, ủy thác sự cai trị đó cho hội thánh, có nghĩa là cho tôi và cho ông bà anh chị em. Thi Thiên 149 câu 5 đến câu 9 chép như thế này: nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình, sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hình phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy, hallelujah. Các thánh của Chúa là ai? Là tôi và bạn cho em đó, đúng không ạ? Vậy thì Đức Chúa Trời đã làm gì nè? Đức Chúa Trời đã đặt trong miệng họ thanh gươm hai lưỡi bén trong tay họ, đặt trong miệng họ sự ngợi khen, sự vinh hiển, và đặt trong tay họ thanh gươm hai lưỡi bén trong tay để làm gì? Trói các vua bằng xiềng, đóng trăng các tước vị. Anh em thấy vua bằng xiềng, đóng trăng tước vị là nói về gì á? Vua chúa đời này, ma quỷ quyền lực đời này, chúng ta đang làm điều đó. Ma quỷ và đồng bọn của hắn là những kẻ được gọi là gì? Là vua. Và các tước vị ở đây chính là những cái quỷ sứ dưới quyền của Satan. Chúng đã bị phán xét và bị đánh bại, và các thánh là chúng ta phải thi hành phán quyết này và thi hành để thấy được sự thất bại của chúng ta. Ê-sai chương 49 câu 8 câu 9 chép: Đức Giê-hô-va phán như thế này: ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vừa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi, ta sẽ giữ gìn ngươi,
phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ này và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho, đặng bảo kẻ bị trói rằng hãy ra, và bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng hãy tỏ mình. Họ sẽ chăn thả trên đường và đồng cỏ họ sẽ ở trên các núi trọi. Đây là lời nói về chúng ta đã anh chị em. Đây là trị vì, đây là bức tranh của sự cai trị. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta như một giao ước với dân của Ngài. Ban cho chúng ta một ân điển lạ lùng, đó là một giao ước với dân của Ngài. Cái quyền cai trị này nằm trong giao ước. Những người đang ở trong tù, ở trong bóng tối là những người bị ma quỷ trói buộc, và chúng ta là những người sẽ đến giải thoát họ khỏi sự giam giữ của ma quỷ. Chúng ta được phong chức để trị vì trong cuộc sống. Chúa Giêsu đang trị vì thế gian này qua chúng ta. Đây là lẽ thật mà chúng ta cần làm. Cho nên anh em ha, hôm nay chúng ta đang nói về chủ đề gì? Thống trị bệnh tật. Tôi và bạn chị em có thể thống trị bệnh tật, vì tôi và bạn chị em được Chúa Giêsu ban cho quyền thống trị bệnh tật. Chúng ta đừng để hoàn cảnh, đừng để bệnh tật điều khiển chúng ta, nhưng hãy để cho lời của Đức Chúa Trời điều khiển hoàn cảnh của chúng ta. Và lời Chúa nói rằng tôi và bạn chị em có thể thống trị bệnh tật. Bệnh tật không có quyền gì cả. Hãy sống khỏe mạnh, không ạ? Vì vậy buổi tối hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng điều thứ nhất là sự quyền thống trị, quyền cai trị đã được khôi phục cho tôi và bạn chị em, nhớ ha. Điều thứ hai, trong cái sự khôi phục đó, Chúa đã ban cho tôi và bạn chị em một tâm thần để cai trị, một tâm thần mạnh mẽ, đầy tình yêu, dè dữ tiết độ để cai trị trong cuộc sống này. Cái tinh thần nô lệ đó đã bị phế truất, tinh thần sợ hãi đó đã bị cột trói, cái tinh thần của sự thất bại đau yếu đó đã bị cột trói. Thay vào đó là một tinh thần mạnh mẽ, một tâm linh mạnh mẽ, một tâm linh đầy tình yêu và để cai trị. Có rồi, không ạ? Và cuối cùng chúng ta học điều gì ở đây? Nhờ tinh thần đó chúng ta có thể chế ngự được bệnh tật, sống trên bệnh tật, sống trên hoàn cảnh, sống trên tất cả những điều mà Satan và các quỷ sứ nó làm. Thậm chí chúng ta sử dụng quyền thống trị này để đi đến mở cửa ngục, tháo mọi xiềng, phá tan mọi xích, đạp đổ những then cài bằng đồng, bể gãy những then cài bằng đồng, đạp đổ những cửa bằng sắt, để giải phóng những người đang ngồi nơi tối tăm ra chỗ ánh sáng lạ lùng. Đó là quyền thống trị mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và bạn chị em. Hãy sống một đời sống như vậy. Amen chị em ha. Hãy sống như vậy. Tôi cảm ơn Chúa thật là nhiều, bởi vì ân điển quá lớn lao để tôi và bạn chị em là một người bình thường, một người mà Thi Thiên nói rằng loài người là chi mà Đức Chúa Trời nhớ đến, loài người là gì mà Đức Chúa Trời đã làm ơn cho, để ngày hôm nay chúng ta được một cuộc sống như thế này, một cuộc sống làm chủ hoàn toàn trong các cõi. Không anh chị em thấy không ạ? Cho nên hãy cảm tạ Chúa, hãy tôn vinh Chúa, hãy hallelujah, hãy nói với Chúa rằng Chúa con cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho con quyền để được sống, quyền để được thống trị, quyền để được chế ngự mọi thứ của sự chết, của địa ngục, của ma quỷ và của kẻ thù. Amen chị em ha. Cảm ơn Chúa, rất diệu kỳ, thật diệu kỳ. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa tôi thay mặt hội thánh nhà muôn dân gửi lời chào tất cả các bạn chị em đã nghe bài học này. Tôi tin rằng anh chị em sẽ được phước, được chữa lành, được nâng cấp, được nhiều điều diệu kỳ khi anh em thực hành theo những gì mình vừa mới học. Amen, amen, amen. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ chúng ta hãy thực hành những gì mình vừa học thôi. Trong anh chị em 260 mấy anh chị em này, có ai đang đau yếu, đang bệnh tật, đang gặp những nan đề, đang gặp những khó khăn không? Có không? Nếu có đó, hãy nghe tao nói vài câu nè. Chúa đã ban cho anh chị em đời sống mới, một đời sống cai trị. Nghĩa là những gì nó đang khiến cho anh chị em đau đầu đó đó, không ạ? Tài chánh, con cái, gia đình, sức khỏe, giấc ngủ, những cái thứ nó khiến cho đau đầu đó, thực sự là bởi vì anh chị em thiếu hiểu biết thôi. Nó lừa anh chị em thôi. Một thằng đầy tớ nó đến,
nhưng mà nó đập bằng cái rầm, nó nói tao là giám đốc đây, mày phải nghe lời. Anh em hiểu ý không ạ? Một thằng đầy tớ, thằng nhân viên, nhưng mà nó vô nó nói, nó đập bằng cái đùng, nó bảo tao là giám đốc, bây giờ mày phải làm này này này. Mình đâu có biết, không điều tra lai lịch của nó, cứ lúi cuối đi làm, nó sai mình coi như lên bờ xuống ruộng. Nó sai đã đến cuối ngày mày làm hết tất cả mọi thứ rồi, thì nó mới nói tôi giỡn đó. Tôi là cũng làm nhân viên bảo vệ kia thôi chứ đâu có gì đâu. Đấy, cái kiểu nó như thế trong cuộc sống của anh chị em. Ngày hôm nay ma quỷ bệnh tật, nghèo đói giới hạn, thất bại, bất an, lo lắng, thù hận đủ kiểu hết, nó đang đến nó lừa anh chị em. Nó nói rằng là ta sẽ giết mày, mày chết với ta rồi, đời mày tàn rồi, còn vài ngày nữa để sống thôi, mày sẽ không ngóc đầu lên được. Nó đang nói trong địa vị là ông chủ, nhưng thực chất, bản chất thật thì nó là kẻ nô lệ. Nó ở dưới chân anh chị em rồi, hãy tin tôi đi, nó ở dưới chân anh chị em rồi. Chúa Giêsu nói bởi lần roi ngài chịu, anh chị em thắng hơn bệnh tật. Chúa Giêsu nói ngài chịu nghèo khó để anh em nên giàu có. Chúa Giêsu nói rằng anh chị em đã được tha thứ mọi tội lỗi. Chúa Giêsu đã bứt đứt dây trói của quyền lực sự chết và âm phủ. Chúa Giêsu nói rằng tội lỗi thực chất không cai trị trên anh em đâu. Cho nên đừng để nó lừa nữa. Amen. Dạ. Bây giờ tôi khuyên anh chị em hãy nói lớn tiếng lên. Những anh chị em đang có năng đề hãy nói lớn tiếng lên. Hỡi bệnh tật, nói rõ ra, tiểu đường mà không có quyền trên ta nữa, mà không có quyền trên hệ thống máu huyết xương khớp của ta nữa, tai mũi họng, viêm tai mũi họng, mày không có quyền trên ta nữa, gan thận, mày không có quyền trên ta nữa. Mày là kẻ nô lệ mà mày lừa dối ta. Bây giờ ta biết rõ bản chất thật của mày rồi. Nào anh em nói đây nào, những anh em đau bệnh hãy đặt tay vào chỗ đau bệnh của mình mà nói thẳng vào chỗ đau bệnh đó. Mày không có quyền trên thân thể của ta. Ta là con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ ta có quyền sai khiến mày, ta có quyền thống trị mày, ta có quyền truyền lệnh cho mày. Dù mày tên gì, hãy ra khỏi cơ thể của ta. Đau nữa đau hãy ra đi, tiền đình hãy ra đi, huyết áp cao hãy ra đi, rối loạn nhịp tim hãy ra đi, đau xương đau khớp hãy ra đi, đau tai đau mũi hãy ra đi, ung thư hãy ra đi, máu huyết đau xương đau khớp hãy ra, viêm cổ viêm cột sống hãy ra, tất cả hãy rơi khỏi cơ thể của ta, vì mày phải nghe lời. Anh em hãy nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Những ai đang ở trên live stream này đang có bệnh tật, đặt tay vào chỗ bệnh tật của mình, nói lớn tiếng lên. Không có ai giúp anh chị em ngoại trừ đức tin của anh chị em. Tôi nói lại một lần nữa, Chúa Giêsu khi chữa lành ngài luôn luôn nói đức tin con đã chữa lành cho con. Nếu anh chị em không có đức tin thì không ai giúp được anh chị em hết. Đức Chúa Giêsu cũng không làm được gì trên thân thể của anh chị em hết. Anh chị em phải có đức tin. Anh chị em có đức tin rằng Chúa đã cai trị và cho anh chị em quyền cai trị trên bệnh tật, trên nghèo đói, trên tất cả mọi nan đề mà anh chị em đang gặp phải. Amen ạ. Hãy tin, hãy nói đi. Hãy nói nào. Ai đang bệnh tật hãy nói cho bệnh tật. Ai đang nợ nần hãy nói cho cái đống nợ của mình. Lấy một tờ giấy viết cái đống nợ ra. Tôi đang nợ 10 tỷ nè, nhưng mà bây giờ ta nói với đống nợ này trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, mày có quyền trên đời sống ta nữa. Ta là người sẽ cho nhiều nước vay, nhiều người vay cho ta, không bao giờ chấp nhận số nợ này. Mày không cai trị trên tinh thần của ta được nữa. Trong danh của Chúa Giêsu hôm nay ta hủy bỏ quyền tể trị của mày. Hãy lấy tờ giấy viết ra mà nói đây nào. Ai là người với gia đình xung đột, con cái hư hỏng, tất cả mọi thứ khiến anh chị em đau đầu, vấn đề nào anh chị em đau đầu, viết ra giấy và chỉ vào nó và nói rằng hôm nay ta cai trị mày, hôm nay ta giày đạp mày dưới chân, hôm nay ta lấy lời của Đức Chúa Trời nói rằng mày phải thua cuộc và rời khỏi đời sống của ta. Ta cai trị trên tài chánh, ta cai trị trên gia đình, ta cai trị trên con cái, ta cai trị trên sức khỏe, ta cai trị trên mọi quyền lực của sự chết và ma quỷ. Tất cả những thứ đó hãy rời khỏi đời sống của ta. Hãy nói đi anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh cho tất cả những con quỷ nào, tất cả quyền lực của Satan nào đang lừa dối con cái của Đức Chúa Trời. Dù mày tên gọi là gì và đang ở nơi nào, dù mày hành động trong mắt, trong tai, trong mũi, trong tâm trí, trong tấm lòng của họ, ta ra lệnh cho mày bây giờ phải rời đi. Ta ra lệnh lửa của Thánh Linh thiêu đốt mày giờ này. Ta bảo mày rời khỏi đời sống của họ ngay lập tức giờ này. Hỡi con quỷ lừa dối kia, ta
ra lệnh mày rơi khỏi cung quỷ ô uế kia, ta ra lệnh mày rơi khỏi đời sống của họ ngay lập tức giờ này. Đi đi, linh giới hạn thất bại nghèo đói hãy đi đi, linh bệnh tật đau yếu sợ hãi bất an hãy đi đi, những tà linh mất ngủ đau đầu, những tà linh của viêm nhiễm mạng tính trong danh Giêsu rời đi, những linh ung thư tử cung, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư trong xương, trong máu, trong huyết, trong tuyến giáp hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng ta truyền lệnh, dù tên gọi mày là gì, trong danh của Chúa Giêsu hãy nghe đây, ta ra lệnh mày rời khỏi họ, mày rơi khỏi những thân thể đang trước màn hình này, rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rơi khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng ta trục xuất mày, tất cả mọi ô linh hãy rời, tất cả mọi ô linh hãy rời, tất cả mọi ô linh hãy rời, những linh từ phù thủy, thầy pháp, thầy cúng, linh đồng, linh cốt, tất cả những linh tà thuật đó, bói khoa, bói toán hãy rơi khỏi họ, tất cả những linh cướp, giết, hủy diệt hãy rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao ra lệnh mày kẻ lừa dối kia hãy đi ra. Đi đi, đi đi. Lửa, ta kêu lửa thánh linh từ đỉnh đầu đến gót chân. Tất cả những người đang là nạn nhân của Satan hãy nghe đây. Lửa thánh linh giáng trên ông bà anh chị em giờ này. Tất cả những ai đang là nạn nhân của Satan hãy nghe đây. Lửa giáng lên ông bà anh chị em từ đỉnh đầu đến gốc chân giờ này. Lửa gia tăng, 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 lửa tại chỗ mà Satan đang hành động. Lửa trong mắt, lửa trong tai, lửa trong bao tử, lửa trong đường ruột, lửa trong hơi thở, lửa trong chân, lửa trong tay, lửa mọi con quỷ rời. Rồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng đi hết đi. Đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bạn chị em hãy cầu nguyện theo tôi. Hãy cộng tác với tôi. Tôi nói với bạn chị em rằng hãy trỗi dậy và đá Satan ra khỏi cuộc đời của mình. Hãy chặt đứt bàn tay của nó ra khỏi mọi lĩnh vực của cuộc sống của anh chị em bằng cách công bố lời hứa của Đức Chúa Trời, bằng cách công bố danh uy quyền của Chúa Giêsu, bằng cách biết rằng Ngài ban cho anh chị em quyền tể trị trên mọi lĩnh vực của đời sống bởi sự chết và hy sinh của Chúa Giêsu. Hãy nói đơn bạn chị em, cái này là quyền của ông bạn chị em. Nếu ông bạn chị em không tin, không nói, không nhận thì không bao giờ đời sống mình cải thiện hết. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh của Chúa Giêsu quyền năng, hỡi Satan, những kẻ đang hành động trong mắt, trong tai, trong miệng, trong mọi cơ quan nội tạng nào của con người đang ở trước màn hình này, ta ra lệnh cho mày Satan, ta bảo mày rời khỏi thân thể của họ. Đi đi, đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, linh sự chết hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, linh đồng cốt hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, linh ô uế hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tà linh của sự thất bại giới hạn hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, linh bệnh tật hãy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em, tiếp tục nào, tiếp tục. Sự sức giàu của Chúa đang ở đây, sự sức giàu của Chúa đang ở đây. Anh em hãy tiếp tục mở môi miệng mình ra và chỉ vào cái nan đề của anh chị em và truyền lệnh cho nó phải đi trong danh Chúa Giêsu. Truyền lệnh cho nó phải đi trong danh Chúa Giêsu. Nếu mà anh chị em lo âu mất ngủ, hãy ra lệnh cho tà linh lo lắng hãy rời đi, rời hoàn toàn đi. Nếu mà anh chị em đang bị ung thư, đang bị những bệnh nan y, hãy ra lệnh cho tà linh đó nó phải đi, căn cứ theo tên gọi của căn bệnh của anh chị em. Anh em nói là linh ung thư tuyến giáp phải đi, linh ung thư buồng trứng phải đi, linh ung thư trong xương phải đi, linh ung thư trong thận, trong gan phải đi, linh ung thư trong đại tràng phải đi, linh ung thư trong dạ dày, trong bao tử, trong đường ruột non, ruột già phải rời đi. Mà anh em hãy đặt tay vào nó, kiên trì, kiên nhẫn, ra lệnh đầy đức tin, rời đi, rời đi, rời đi và rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi rất là khích lệ khi tôi nghe một cái lời chứng của một cái vị mục sư cầu nguyện. Ông nói đó, khi ông đặt tay lên khối u của ung thư và ông cầu nguyện, ông lên cho trong danh của Chúa Giêsu nó phải rời đi, thì ông thấy khối u nó chuyển động anh chị, nó nhúc nhích. Mới đầu ông thấy nó nhúc nhích, ông nói điều này là điều gì Chúa? Và Chúa nói là con hãy ra lệnh tiếp tục, con hãy tiếp tục ra lệnh cho nó phải rời, con phải tiếp tục kiên nhẫn ra lệnh cho nó phải rời. Đó là quyền lực nó đang bị dưới tác động của Đức Thánh Linh, nó đang chuyển động. Và khi ông ra lệnh tiếp tục, ông nói trong danh Giêsu ta không chấp nhận ung thư này, ta không chấp nhận khối u này, khối u này phải rời khỏi thân thể này, ta ra lệnh mày phải rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Ông cầu nguyện tiếp thì ông thấy nó chạy lên chạy xuống, nó chạy đi chỗ khác, cái khối u nó chạy đi chỗ khác. Và ông được Chúa dẫn dắt, ông nói tiếp tục trong danh Giêsu ta nói mày không được phép chạy đi đâu hết, ta bảo mày ra khỏi cơ thể này chứ không được chạy đi đâu. Ông cầu nguyện một chập nữa, mày biết sao,
tan biến nó mất hoàn toàn, khối u biến hoàn toàn tại trước mặt luôn. Tôi nói với anh chị em, quyền lực của Satan đằng sau của mọi khối u và ung thư. Hãy mạnh mẽ lên anh chị em, hãy mạnh mẽ lên và cầu nguyện cho bệnh tật của mình. Hãy mạnh mẽ lên, bởi vì anh chị em đang có một danh cao hơn mọi danh, đang có một danh ở trên mọi quyền lực, đang có một danh cao hơn mọi bệnh tật mà y học hiện đại đã phải bó tay. Chúng ta tuyệt vọng rồi thì mới kêu đến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chưa tuyệt vọng thì tôi nghĩ không ai kêu Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà khi chúng ta tuyệt vọng rồi, chúng ta phải đặt đức tin nơi lời của Ngài. Chỉ có Ngài mới cứu được chúng ta thôi. Chỉ có Ngài mới giúp chúng ta để hết bệnh tật nan y. Chỉ có Ngài mới giúp chúng ta trả được nợ nần mà chúng ta không thể trả nổi. Chỉ có Ngài mới rẽ biển đỏ cho chúng ta bước đi thôi. Tôi nhân danh Chúa Giêsu nói rằng biển đỏ phải rẽ ra trước cuộc đời của anh chị em giờ này. Rẽ ra trước cuộc đời của anh chị em giờ này. Rẽ ra trước cuộc đời của anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi năng đề, mọi hòn đá ngăn trở giữa anh chị em trên bước đường anh chị em, mọi bức tường ở giữa anh chị em với Đức Chúa Trời, hãy sập đổ xuống đi, sập đổ xuống đi, sập đổ xuống đi, sập đổ xuống đi, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Mọi bức tường ngăn trở anh chị em hãy sập đổ xuống đi, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do. Tôi nói mà anh chị em hãy được tự do. Mọi người đang có bệnh hãy được lành đi, bất kể nó là bệnh gì, lành, lành đi. Hãy đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành bởi đức tin chị em. Đón nhận sự chữa lành nào, đón nhận 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 nào. Tôi đang thấy hình ảnh một người đang ho. Tôi đang thấy hình ảnh một người đang ho và cái tay của người đó đang đặt ở trong cái cổ như thế này, đang ho. Khi tôi đang cầu nguyện thì ho lắm, ho lắm, ho đau lắm. Tôi nói rằng hãy lành đi, Chúa đang chữa lành cho bạn đó rồi. Cơn ho hãy chấm dứt đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra hết đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành, lành, lành. Cái bạn ho đã được lành. Bạn ho đó tôi thấy dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại và lành. Lành hoàn toàn, cơn ho chấm dứt hoàn toàn, cơn đau chấm dứt hoàn toàn, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, hallelujah. Tôi thấy tiếp một hình ảnh nữa, có một bạn đang đặt bàn tay trái của mình vào thắt lưng. Tôi thấy hình ảnh một bạn đang đặt bàn tay trái của mình vào thắt lưng, và tôi nói rằng thắt lưng đó cơn đau biến mất giờ này, cơn đau biến mất giờ này. Có thể là bạn này đang bị đau trong thận của mình chăng? Tôi nói rằng bệnh thận phải được chữa lành giờ này, bệnh thận phải được chữa lành giờ này, mọi quả thận phải được phục hồi giờ này, những hư tổn trong thận được phục hồi giờ này, cơ chế lọc máu của nó phải được phục hồi giờ này. Phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi. Những bị hư thận đó được phục hồi, viêm nhiễm trong thận được phục hồi, sỏi trong thận phải tan biến đi, tan đi, tan đi, tan đi, tan đi. Và bạn đã được chữa lành giờ này. Chữa lành, chữa lành, chữa lành, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, 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 ngợi khen Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Wow, tôi thấy một hình ảnh nữa. Một người đang nằm, có cái chân phải rất là đau, nó cứng đơ như khúc gỗ vậy đó. Và cái chân này đang dơ lên, đang dơ lên, đang dơ lên, đang dơ lên. Và người đó đang cũng đang nằm cầu nguyện. Dơ lên, tôi nói trong danh Giêsu hãy lành đi. Mọi đau đớn trong cái chân này hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi vết đau trong cái chân này phải lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Có thể là bị tai nạn, bị gãy xương gì đó, nhưng mà trong danh Chúa Giêsu hãy lên lại đây và lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, phục hồi. Chân này được phục hồi, chân phải này được phục hồi. Mọi sự gân đứt dây chằn, xương khớp vỡ, xương vỡ ống phải lành, lên lại trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Cơn đau biến mất giờ này, cơn đau biến mất giờ này, cơn đau biến mất giờ này, cơn đau trên người đã biến mất giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen. Oh hallelujah. Tôi tin rằng nhiều người được chữa lành, nhiều người được giải phóng. Tôi nói sự tự do và ánh sáng của Chúa Giêsu trên tất cả bạn chị em. Wow, Chúa yêu thương bạn chị em. Sự tự do và ánh sáng của Ngài
ở trên linh hồn, trên thân thể, trên tâm linh của ông bà anh chị em giờ này, mọi sự đều tràn đầy ánh sáng giờ này trong danh Chúa Giêsu. Mọi sự đều được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Mọi lĩnh vực được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Amen, amen. Wow, anh chị em ơi, viết xuống những gì Chúa vừa làm cho anh chị em với. Tôi rất là muốn đọc những điều mà Chúa vừa làm cho ông bà anh chị em. Đúng không ạ? Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em nha. Hãy viết xuống. Wow, Chúa đổ đầy Thánh Linh, Chúa thăm viếng, Chúa chữa lành, Chúa khiến anh em được tự do khỏi ma quỷ. Hãy viết xuống và làm chứng cho danh của Ngài. Tôi tin rằng khi anh em làm chứng như vậy đó, Chúa được vinh hiển, nhiều người được khích lệ. Và Satan nó rất là không thích những điều anh chị em viết xuống. Satan và sự chết nó không thích thấy anh chị em được chữa lành. Nó không thích anh chị em viết rằng ôi Chúa chữa lành cái chân cho con rồi, Chúa chữa lành bệnh ho, bệnh thận, bệnh gan, bệnh bao tử cho con rồi, con cảm ơn Ngài, con thấy hết đau rồi, khối u của con biến mất rồi, ôi ung thư của con đã hoàn toàn được giải quyết rồi, mọi u nang của con đã tan rồi, con thấy bình thường rồi, mọi cơn mệt hồi hộp của con đã biến, tiểu đường của con đã biến mất rồi. Satan không thích nghe những lời đó. Nhưng mà cái gì nó càng không thích á, anh chị em càng viết xuống, càng làm đi, càng nói đi. Tôi đang muốn cho Satan nó đau khổ và khóc lóc một mình nơi hỏa ngục đời đời. Mấy em chạy viết xuống nha anh chị em, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tin rằng Chúa rất yêu thương bạn anh chị em, và Ngài sẵn lòng làm phép lạ trên đời sống con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa thật nhiều, ngợi khen Chúa thật nhiều, chúc tụng danh của Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều. Ok, xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Còn một bài học cuối cùng, hẹn gặp lại ông bà anh chị em nha, trong bài cuối cùng. Và cũng là chúng ta bước sang tháng cuối cùng của năm, chúng ta đã có một mùa Giáng sinh thật an lành và một năm mới bình an. Chúng ta sẽ chúc nhau mỗi ngày trong tháng 12 đặc biệt này. Xin chúc cho tất cả ông bà anh chị em có một Giáng sinh ấm áp bên gia đình và một năm mới diệu kỳ. Amen. Xin Chúa ở cùng nha. Tôi sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.